Bạn thì nhiều bạn bảo là con vẹt nhà anh nó nói rất nhiều nhưng cho ra ngoài cho lên tay anh nó có nói không, để chú vẹt có thể ra ngoài đứng trên tay các bạn nói thì các bạn phải nuôi nó khá lâu, cái thứ hai phải tiếp tiếp cận thường xuyên. Bây giờ mình cho ra ngoài để mình cho nó lên tay nó nói để các bạn xem nhé. Nói đi, giỏi lắm, kích cà bô. Cái chọc khách nhỏ chọc cái trắng à. Có khách các bạn nghe thấy tiếng con lớp bớt ở trên kia nói không, kích cà bô à, con nói đi à, con tao tặc lưỡi nào, tặc lưỡi nào nhỏ kích cà bô chọc cái trắng à, con nói đi à, chọc cái cắn đó, nó nói cho cái cắn nhá, nào con nói nào, chọc cái cắn kích cà bô đó. Thì các bạn nếu mà các bạn nuôi thường xuyên cho nó ra ngoài thì nó sẽ nói rất là tốt ở khi mà nó ở bên ngoài. Mình quay lại để cho nó rõ, nhìn con vẹt nó rõ đó. Thì nếu như các bạn ít cho ra ngoài thì ra ngoài nó rất là sợ, nó không nói nữa. Con nói đi, có khách, có kích cà bô. Kích cà bô, chọc cái cắn nha. Đó. Đó. Cho nên là mình chia sẻ video này để các bạn thấy là nếu các bạn thường xuyên cho những chú vẹt này ra chơi cùng thì nó rất là thuần và nó nói kể ngay khi nó trên tay nó cũng nói. Kích cà bô đó, kích cà bô giỏi lắm, kích kích xong khen giỏi nào, kích giỏi à, con nói nào, kích giỏi, kích cà bô giỏi, chọc cái cắn à, nào con nói nào, chọc cái cắn, chọc chọc cái cắn à, giỏi lắm thôi nha. Đó thì các bạn thỉnh thoảng các bạn cho vẹt ra ngoài để nó thân với các bạn và khi mà nó đứng trên tay các bạn nó cũng sẽ nói nhá. Thì mình quay video ngắn này để các bạn có thể là thấy là chú vẹt càng bạo dạn thì nó sẽ càng nói bên ngoài tốt. Mình xin chào các bạn nhá. Nào, nói một lần nữa. Kích capo. Két chào khách. Kích capo. Giỏi lắm.